Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Trường Trung học Phổ thông Kim Liên. Trường Trung học Phổ thông Kim Liên được coi là đối trọng đáng nể trong chất lượng giáo dục so với trường Chu Văn An. Là một trong 5 trường công lập top đầu ở Hà Nội, qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường Trung học Phổ thông Kim Liên đã tạo dựng được uy tín vững chắc. Là một trong 5 trường trung học phổ thông hàng đầu của thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc CMSS. Học sinh trên toàn thành phố và toàn quốc liên tục từ năm 2008 đến nay là trung học phổ thông công lập không chuyên duy nhất của Hà Nội đạt top 50 trong bảng xếp hạng 200 trường trung học phổ thông toàn quốc có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Quy mô phát triển, 45 lớp khoảng 1.900 SS, cơ sở vật chất, xây mới khu nhà hiệu bộ 7 tầng. Gồm các phòng ban chức năng, các phòng thí nghiệm bộ môn, các phòng làm việc của tổ chuyên môn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Tiện nghi đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Cải tạo và sắm mới trang thiết bị 30 phòng học của cả 3 dãy nhà 4 tầng A, B, C gồm máy chiếu, hệ thống âm thanh, bàn ghế quy chuẩn, lắp đặt hệ thống camera ở hành lang lớp học làm lại. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Sân trường. Mô hình giáo dục. Thực hiện mô hình giáo dục trường trung học phổ thông chất lượng cao theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở GD và DT trong đó chú trọng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc lựa chọn các môn học phù hợp với yêu cầu của ngành học ở bậc đại học, cao đẳng, đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ sở thích của học sinh, liên kết với các đơn vị tổ chức giáo dục quốc tế để triển khai các chương trình tiếng Anh cho giáo viên và học sinh để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội và một số lớp tiếng Nhật theo chỉ đạo của Sở GD và DT Hà Nội. Mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế thông qua các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, du học và các khóa học ngoại ngữ với các nước trong khu vực và thế giới. Chất lượng giáo dục, duy trì tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học khoảng 86%, đứng trong top 5 trường có kết quả thi đại học cao nhất thành phố Hà Nội. Trong top 50 trường có kết quả thi đại học cao nhất cả nước, nhiều học sinh đạt học bổng du học cao. Phấn đấu, các năm tiếp theo liên tục được tặng cờ thi đua, bằng khen đơn vị xuất sắc của Chính phủ hoặc Bộ GD và DT hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc của Sở GD và DT Hà Nội liên tục các năm. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.